Xin chào các bạn. Sau khi ăn cơm buổi trưa ngày hôm nay xong thì anh em chúng tôi nghỉ ngơi một chút. Và bây giờ anh em chúng tôi sẽ tranh thủ đi bắt cá đấy các bạn ạ. Đây là dòng sông Đà của chúng ta. Ngày hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ không phải là đi bắt cá ở trên dòng sông Đà này đâu nha. Mà anh em chúng tôi sẽ phải đi lên đây này. Đi lên trên mấy cái quả đồi này. Trên tận cái quả núi cao ở trên kia. Đi lên trên một con khe suối ở trên bản làng ở trên cao đấy để bắt cá. Ngày hôm nay thì chúng tôi thì có mấy người đi bắt cá cơ. Hiện tại thì ở đây chỉ có tôi với anh Vũ thôi. Nhưng mà tí đi lên trên kia thì sẽ gặp một vài anh em nữa. Họ đang đợi ở trên rồi các bạn ạ. Ở dưới xuôi thì trong vài ngày hôm nay là mưa với lạnh lắm đấy. Nhưng mà ở trên đây thì như các bạn thấy đấy, thời tiết thì rất là đẹp. Trời có nắng khá là ấm, thời tiết đẹp lắm. Đấy, như mọi người nhìn dòng sông Đà của chúng ta, nước trong xanh không? Màu xanh quá là đẹp luôn. Thôi anh Vũ ơi, tranh thủ đi thôi. Đi 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 đi. Bây giờ chặng đường của anh em chúng tôi đi lên trên kia nó khoảng rơi vào tầm 60 cây. Nếu mà đi đường đồi núi này nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm 2 tiếng thì may ra mới đến cái điểm đó cơ. Đấy, phải tầm đó. Rồi, đi thôi. Let's go. Ôi chà. Nhà to quá, đẹp quá. Nhà nhỏ quá, nhà cái chùa gà không à. Anh em mình là gần một năm mới gặp nhỉ. Bắt tay cái. Sức khỏe nhá. Có nhớ em không? Có nhớ không đấy? Không nhớ mà, nhưng chỉ nhớ em Vũ thôi. Về cũng không em mà trước là trước cái đợt mà lấy mật ong á. Mật ong phải không? Ở đây. À. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Gần một năm rồi đấy. Gần một năm rồi đấy. Vài tháng nữa là lại đến mùa mật ong rồi. Đây là gia đình anh Di các bạn ạ. Cái tập video mà cái đợt đầu mà anh em đi lấy mật ong á. Nhớ em không? Nhớ chứ. Nhớ đúng không? Không nhớ. Gần một năm rồi đấy. Thôi anh mình ngồi ở ngoài cho nó mát. Thật ngồi ngoài cho nó sáng đi. Anh Hù anh bị ong mật nó đốt. Đốt cả trăm phát vào mặt vào người. Anh Di và anh Hù, đây là hai cao thủ anh em nghề Mông chuyên đi bắt ong. Cũng đã một thời gian cũng khá lâu rồi. Gần một năm thì anh em chúng tôi mới gặp lại nhau. Đợt này nhìn anh khá là khác. Ngày trước gặp thì nhìn gầy. Còn bây giờ thì đã béo lên. Suối nhiều cá không anh? Suối nhiều cá không? Anh không được đi bắt rồi. Không biết anh người ta bắt hết hay nào mới còn à. Anh không đi bắt rồi, anh năm nay đi là thuê tức là bận đi làm vừa mới về được một tuần. Trước là anh là cái suối này là chỗ nào có cá là không thì mượn nồi đi. Mượn nồi của Aji. Mượn nồi của Aji. Xong xem nào có gì mai trẻ đi sau vậy. Cần bát cháu đi. Chắc không cần bát đâu à? Anh cho mượn xoong là được rồi. Thế thôi. Một cái mồi như thôi. Đây anh em chúng tôi đi chả mang đồ gì cả, bát đũa xoong nồi không mang, chỉ mang lưới xong một chút đồ chấm thế thôi. Bây giờ đến đây thì anh Di anh cho mượn xoong nồi bát đũa xong có gì trả anh sau. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ xuất phát đi ra con suối để bắt cá các bạn nhé. Rồi có gì tí anh xem tình hình như nào anh qua nhé. Ok ok. Thôi người có việc thì không ép được. Ok ok. Cố gắng nhá. Anh à, cố gắng nhá. Cố gắng xem như nào. Sao?
đi vào rừng rồi, không ở nhà. Họ đi vào trong vậy. Đi. Ở đây người ta đang làm đường các bạn ạ. Đang đổ bê tông làm đường. Tí anh em chúng tôi sẽ phải run qua khu vực này để đi ra cái điểm suối Bắt Cá. Bây giờ thì tôi với anh đi sẽ đi xem để mua một con gà. Cái điểm này rất là đẹp. Bà con họ đang đổ bê tông. Họ tập trung rất là đông người cùng nhau làm con đường mới để ăn Tết. Khung cảnh ở khu vực này tôi thấy cũng rất là ấn tượng các bạn ạ. Bây giờ thế nào anh? Đi kiểu gì? Bây giờ đi thế nào? Bây giờ là phải đi ở dưới này đi, xong là đắt xe đi thôi. À ok. Rồi ok. Đi thôi. Chó. Làm sao thể ngăn cản nó đi qua đây được. Những con chó là nó đặt những cái dấu chân đầu tiên đi lên những cái con đường này đấy. Chứ người không được đặt chân lên đâu. Cẩn thận nha, trượt đấy. Ok, bây giờ anh em chúng tôi sẽ bắt đầu đi. Ai chà. Đỗ xe đây sẽ làm nếu mà tiếp có mua đồ cái gì không? Có. Đi đường này đi mua đồ thì đi mua đây. Đi đường mé này này. Ok, thế em và anh đi. Đi lên nhà luôn. Yeah. Ở đây họ đang làm cỏ chít các bạn. Đi hái cỏ chít xong về làm thành bó để bán đây. Đâu ở đâu bán gà anh? Bán một con gà. Ừ. Mua gà mua rượu. Nó biết cái gì nữa chứ. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi bắt gà các bạn ạ. Anh ấy nuôi ở đằng sau này cơ.
Bọn này có vẻ hơi bé. Gà sống này bé quá. Ôi, con này bé. Vườn rộng thế này cơ mà hai người thi nhau đuổi đấy. Gà đây thì anh em cho ăn ngô các bạn. Tôi thấy anh em cho ăn ngô. Ok, đã được rồi. Vườn rau ở nhà anh à? Xanh nhỉ, tươi tốt thật. Đây là cây cây súp lơ đây à. Đúng cái loại lá giống như kiểu là cây su hào ấy nhỉ. Ai cho mình nhiều thế? Đúng không ạ? Lên đi gặp anh trai có nuôi con chim thanh tước các bạn ạ. Con được khi mấy? Tí em đi suối có gì mai quay lại xem như nào. Con chim xanh đẹp quá. Con chim thanh tước trên bản này các bạn. Con này là con vùng thấp. Điện. Con vùng thấp. Vùng thấp là nó ở thấp. Ở thấp. Con họ bảo con còn loại vùng cao nữa. Thế à? Vậy chưa hiểu lắm. Nhưng màu sắc nó khác nhau hay như nào? Màu sắc nó thế nhưng mà nó tức là cái cổ này nó hơi đen. À cổ cái đen. Vùng cao thì nó hơi đen. Bọn này hình như nó có cả Trung Quốc nữa, đúng không anh? Thanh tước Trung Quốc. Mấy chỉ nghe ở vùng thấp vùng cao ở đây thôi. Đây đây đây. Trung Quốc nên là. Vâng. Cảm ơn anh nhá. Có gì mai em đi xong quay lại. Yêu thì cứ chơi thôi. Đây đây đây. Mai sáng nó hot nhiều, nghe nó xem như nào. Ui giời. Trên này nó cao các bạn ạ. Anh em chúng tôi phải hỗ trợ run cho nhau này. Căng thẳng phết. Cẩn thận nhá. Đoạn này nó dốc. Ui trời. Khét lẹt luôn. Đây, trèo không thôi mà cũng hết hơi. Ôi, bẩn lên vào rồi. Quá dữ. Ơ thế hai đường này nó không thông nhau à anh Hù? Đổ bê tông bên kia. Đổ bê tông bên kia mà mổ ra bên kia. Đây là chiếc xe thứ hai anh em chúng tôi phi lên đây các bạn này. Ôi trời, bốc đầu. Nín thở. Các bạn thấy đấy. Cảm giác có ác liệt không? Không đơn giản một chút nào. Bốc đầu. Quá ác. Còn sao anh Hù? Sao? Sao? Đi, chắc là... Okay.
đi gần đây anh ơi. Cảm thấy nó phê lắm rồi. Chào các bạn, hiện tại thì anh em chúng tôi đã đến điểm để bắt cá các bạn ạ. Vừa xong đi đến đây gặp ba đoàn anh em ở trong bản Mông đến con suối để bắt cá. Nghe anh em nói thì cũng có cá nhưng mà ít chứ cũng không nhiều đâu. Tôi quay qua cảnh ở đây cho các bạn xem nhá. Các bạn nhìn thấy cảnh ở đây đẹp không? Dòng suối đây đẹp quá. Bên này hình như là có ai đó phơi quần áo ở đây. Đây là quần áo phụ nữ. Mọi người nhìn suối ở đây cảm thấy thế nào? Trong cái chuyến đi lần này thì anh em chúng tôi đi lên thăm mấy anh em. Thăm anh Di, anh Hù và một vài anh em nữa tổng kết năm nay. Và hẹn các anh trong cái vụ mùa mật ong năm sau. Nói chung là tổng kết năm 2023. Hiện tại thì bây giờ thì cũng đã bước sang thời gian của năm 2024 rồi. Nhưng mà bây giờ đang là thời gian vào những ngày cuối của năm 2023 âm. Vì vậy hiện tại thì thời gian này thì tôi cũng đã sắp xếp được công việc. Nói chung trong dịp cuối năm này thì khá là mải. Nhưng mà cố gắng sắp xếp công việc một chút để lên thăm anh em. Và hẹn anh em trong cái vụ mùa mật ong năm 2024. Nói chung là cũng gần đến luôn đấy các bạn ạ. Đúng là ăn xong Tết là đến vụ mùa mật ong luôn đấy các bạn ạ. Tầm mùng 10 tháng 2 dương là Tết âm đấy. Thì đến khoảng độ tầm tháng 3 dương thôi là đến mùa mật ong rồi. Thế nên ngày hôm nay thì tôi phải sắp xếp lên bản. Và nhờ anh Vũ đưa đi thăm các anh em ở các bản. Để tổng kết cái năm 2023 vừa qua. Thì chúng tôi đã hợp tác và cũng cùng nhau giúp nhau trong việc đó là đi lấy mật ong. Hôm nay thì anh em chúng tôi có làm một chút đồ ăn, đồ uống để hẹn gặp nhau ở khu vực này và cùng nhau bắt cá. Cảm ơn mọi người đã xem, đã theo dõi và ủng hộ các video của mình. Xin hẹn mọi người tại các video tập tiếp theo. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều video về khám phá đời sống, ẩm thực của mình mỗi tập nhé. Chào tạm biệt mọi người, mình là Hiếu. Cảm ơn mọi người đã luôn xem và ủng hộ những video của mình. Cảm ơn mọi người đã xem, đã theo dõi và ủng hộ các video của mình. Xin hẹn mọi người tại các video tập tiếp theo. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều video về khám phá đời sống, ẩm thực của mình mỗi tập nha. Chào tạm biệt mọi người, mình là Hiếu. Cảm ơn mọi người đã luôn xem và ủng hộ những video của mình.